Rồi lên đi các anh. Đây và trên đường đi tôi cũng sẽ time lapse. Đây ở đây có một cái đây này. Rồi đi tới đây loot thôi. Nhanh nào. Đây loot xong cái này tôi phải làm một cái cam để mà ăn anh em ơi. Ôi, để dành đạn đi, để dành đạn bắn cái đám mẹ cái đám đang canh airdrop này. Đâu rồi ta? Để coi coi nó để đâu? Chắc khu này nè anh em. Kìa. Rồi né đi, né đi. Đi xuống xe đi, đừng đừng đứng đó cho nó bắn. Đừng đứng đó cho nó bắn nữa. Ui ơi, phải lấy súng nhắm ra, xử nó. Mày này. Coi chừng zombie nó cắn. Ừ, cover anh, cover anh. Đúng rồi, cover anh đi. Hay lắm. Thôi lên xe, lên xe. Tụi nó chết hết rồi. Nhanh nhanh nhanh. Đây, má men này bắn ngon hơn là anh em đúng rồi dân Marine. Hồi nãy là chỉ là dân bodyguard thôi cho nên là bắn hơi hơi bị chán. Ơi, vẫn còn kìa. Cái địch hay lắm, anh em thấy bộ tôi chưa? Vẽ mướn, đúng là mướn dân Marine. Ơi, mới nói. Vẽ dân Marine bước xuống xe cũng không về không xong là thế nào. Hay lắm. Ô, tôi có cây 51 này anh em, hay vậy? À, tôi đang cầm cây MG mà hèn chi. Đây là cây súng súng máy nè anh em. 100 viên một lần. Đây đổi xe đi anh em, con xe này nó bị má te tua hết rồi. Ở đây có một con xe mới này. À, vậy là tôi loot loot cái airdrop đó anh em. Tôi loot nó và tôi được cái cây súng má 51 này. Ngon. Không biết anh em nào nhớ cái cây 51 này không nữa. Hồi đó anh em nào chơi Counter Strike anh em sẽ nhớ là mẹ mình có mã mà cái cây súng máy là D51 này nọ đến anh em rất là hay. Bây giờ tôi đã quen rồi, tôi gọi vậy anh em. Tôi gọi giống như là D31, D51, D42 này nọ không à. Chứ tôi không có gọi tên súng. Không biết để mà gọi luôn. Đây, xử mấy này. Xuống đi nè, má mày này nó bắn đầu lắm. Đứng trên xe bị nó nã chết. Có gì vậy? Nào tránh ra. Mã hết, mã hết. Rồi xong. Ôi anh này còn sống vậy. Nào cứu nó dậy đi. Rồi xong. Về khổ thân. Khổ thân một anh SWAT nữa lại ra đi rồi. Má coi như má chứng kiến cảnh đồng đội sinh sinh tồn, chứng kiến cảnh đồng đội chết như gà như thế này. Ok, đã loot xong. Bây giờ thì tôi nhớ là Franklin nhà nó ở dưới khu vực đâu đây nè. Cũng không nhớ lắm, mình cứ đi thôi. Ok, tiếp tục lên đường đi kiếm những thành viên má, những người bạn, những người thân của mình đi. Là để đi coi coi có cái chỗ nào để mình loot không ta. Phải đi kiếm một ít đồ ăn đó đã. Cái cửa hiệu 24 giờ nào không? Lico. Gì vậy? Tao gọi cảnh sát. Ôi tụi nó ma lại nó là cướp rồi anh em, bắn nó. Bắn nó đỡ xe nó, đúng rồi. Mày hả con? Mẹ hai thằng này hồi nãy nó giết tôi nè anh em. Đây hồi nãy tôi mẹ tôi ra tay nghĩa hiệp. Đấy, để tôi coi nó có gì không. Hay lắm. Chết mày đi, má phải trả thù anh em. Địt bà mày đi, hồi nãy nó bắn hai thằng này nó bắn tôi ra bả. Cho mày ăn cái rìu này con. Chặt xác mày luôn. Chặt xác mày này, thêm thằng này nữa. Bữa mày này. Bữa mày này. Ok, sự trả thù ngọt ngào. Anh mày cây giái nãy giờ. Lên thôi anh em. Ủa đây là cửa hàng bán gì nè anh em. White Widow là cửa hàng bán gì nè anh em. Cỏ thơm anh em vô về hút cái cho nó phê pha cho nó qua những ngày tháng sinh tồn khổ này đi. Ủa mình đi lộn nữa rồi.
đây, bên này mới đúng mà, phải không? Ủa sao cái này nó chỉ đường kỳ vậy? À đúng rồi. Để tôi xem có chỗ nào mình đi vô được. Đây anh em, cái tòa nhà cao tầng này nó đi vô được này. Tao vô ta. À cái chỗ này hôm bữa tôi vô rồi. Đây một cái, đây là một cái tòa, coi như là tòa nhà trụ sở chính của FBI hay sao này anh em. Đúng rồi, để tôi vào luôn thử xem. Tôi ra. Để xem qua này đi. Đây tôi sẽ xem coi nếu như không có. Ủa có bị cái gì vậy? Chết mẹ, nó đè chết bộ tôi kìa anh em. Và cái nồi. Ôi ôi, phụ nó đi, đứng nó làm cái gì? Bắn phụ nó đi, đứng nó làm cái gì nữa? Rồi thôi, được bé, đừng bắn nữa, đồ má đúng 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 chất lính luôn kìa anh em, nằm bắn luôn, không phải đang vải ngầu hai anh này. Đây để tôi xem FBI có mình có tương trợ được gì không. Nào vô đây các em. Ô hình như có người nè anh em. Đóng ta. À không, vô ok đi lên, đi lên xem. Đây tòa nhà FBI. Không có ai trong này hết anh em, tiếng điện thoại vẫn còn reo rồi nhưng mà không thấy một bóng người. Đây mình phải rà soát cho kỹ đi anh em. Chung thôi mẹ, có một con zombie nên nó còn ở trong này nữa. Đây là phòng IT nè anh em. Ok tôi nghĩ là mình chỗ này an toàn á. Để set một cam ở đây đi anh em. Qua ngày ở đây đi. Chắc là phải qua cái đêm nay đi. Chung thôi mẹ, tụi nó đông quá. Campfire. Rồi ăn uống thôi. Drink water. Rồi đủ đó, hunger vẫn còn khá là mẹ thấp kìa, đến hết luôn em. Rồi chế ra mấy miếng nữa. Bây giờ tôi lượm cũng khá được khá nhiều cho nên là cứ ok đã đầy đủ rồi đó anh em. Đây bây giờ mình hãy đi xuống mẹ đi tiếp tục hành trình đi kiếm Franklin đi anh em. Ôi trắng xóa luôn nè. Ô và có vẻ như là coi như tuyết nãy giờ nó đã chính thức vào mùa đông nè anh em. Chết mẹ lạnh lẽo rồi, thế này thì cuộc sống mà sinh tồn càng thêm khắc nghiệt nữa anh em ơi. Đây bây giờ mình phải loot một tí đi, hết nguyên liệu rồi anh em. Tranh thủ loot đi. À, hồi nãy tuyết nó còn hơi tí, bây giờ nó đã mẹ coi như là lấp đầy đường rồi nè anh em, phủ đầy đường hết rồi. Chỗ này phải cẩn thận, mẹ đang bắn cái tiền chuột chân cái nó nhào lên nó cạp cho một cái là đâu mà biến đổi zombie luôn. Ok để tao cover mày để bà nó. Ủa còn một anh ở đâu? Ủa anh đó cũng chết luôn rồi anh em ơi. Nào lên xe đi, đừng đứng đó nữa. Ôi sao thằng này liều vậy? Come on, lên xe này. Có địch. Mẹ anh này sao lo bắn không vậy? Nào lên xe. Ủa hình như tôi thấy có một đứa nào nó bắn ở dưới nè anh em. Nghe thấy tiếng súng ở đằng xa nữa kìa. Về rồi. Như có một cục đỏ súng ở đây à. Thôi đi lên đây này. Má mang này máu chó quá. Má chắc đi tôi bỏ nó luôn cho rồi đi anh em. Vừa bắn má giống chi phèo ở miệng, vừa bắn vừa chửi thà. Nào lên đây không. Mẹ mấy thằng này coi như là đáng đồng tiền bắt gạo anh em, đáng bỏ từng xu luôn má. Yêu nghề quá trời. Thôi tôi sẽ bỏ nó luôn đi mẹ.
tiếp tục cuộc hành trình đi kiếm anh da đen Franklin. Hostile Dubai lại có thêm một đám kẻ cướp đường nữa anh em ơi, thì phải kiếm thêm bodyguard thôi. Rồi lên luôn. Rồi lên đi các em. Mẹ mấy thằng này không nghe lời anh bỏ nó lại rồi các em. Mẹ các em hãy lấy làm gương nhé. Được, ok đi thẳng luôn. Đón đầu tụi nó anh em. Trời ơi, tôi má không biết ai mới là cướp nữa. Ủa má xe cảnh sát luôn kìa anh em. Mày. Ủa má đúng chất giang hồ anh em thấy không? Băng đảng. Má đúng chất băng đảng luôn anh em thấy không? Về chạy ra giữa đường cướp và chặn đầu xe cướp luôn ghê mới tởm nhá. Bắn nó đi, mẹ đứng nó làm gì nữa? Ô mẹ nó đi nó đứng tới đằng sau đít rồi ma. Ca mình hãy đi xe cảnh sát đi anh em. Chết mẹ cảnh sát mà sao lại thông đồng với tụi này? Phải nồi. Má anh cảnh sát này có vẻ như là mẹ hậu tận thế cho nên là bé bỏ ghề cảnh sát phải đi cướp để mà mẹ thời thế anh em ơi. À, mình coi như là mình phải tuân theo thời thế như thế nào thôi anh em. Nó bây giờ mà cảnh sát tận thế thì đâu có cảnh sát, đâu có ai nghe được, đâu có ai giữ trật tự nữa, nên mình phải đi làm cướp đường. Để đây nhà của thằng Franklin, tôi nhớ nó là nhớ nó ở nằm hút đâu dưới này nè anh em. Con để tôi thử xem. Don't fuck with me. Đây hụ còi tới đi, để tôi cho coi 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 người dân xung quanh đây người họ có nghe thấy cái tiếng còi họ chạy theo xe của mình anh em, để được nhờ sự cứu giúp. Để tôi coi kỹ là căn nhà của nó. Hút mà có đường ray anh em, hút này sao? Để tôi thử xem. Mẹ bây giờ bạn đi kiếm bạn không còn không nhớ nhà của bạn như thế này. You wanna play with me? Đây anh em, đây là nhà của thằng em họ. Thằng em họ của thằng gì ở trong cúc truyện à. Đúng rồi, tôi sẽ đi, tôi sẽ thử đi vào xin em. Xem nó có đây không. Thằng anh em họ với cái thằng quét để của mình đó anh em. Ủa cái gì vậy? Trời ơi, má gì nó la dữ vậy? Tôi phải xuống, tôi phụ tụi nó rồi anh em ơi. Ok. Nào xuống đây. Hello, em họ có em họ ở đây không?
cái địt cũng chẳng có ai rồi anh em ơi. Để tôi ra ban công xem không ra được. Có vẻ như thành phố này họ đã sơ tán hay gì hết rồi anh em ơi, không có một ai mẹ coi như là sống sót ở đây hết á. Ôi cái gì đây, ôi vãi, búp bê tình dục nên em bé không ngờ đời sống của thằng em hộ mình á nó phóng khoáng tới vậy chứ vãi cái nồi. Mẹ bỏ mấy trăm đi mẹ là có liền, cần gì phải chơi về cái con búp bê này. Mà mấy con búp bê tình dục này mẹ nó mắc lắm nha anh em, chứ không phải rẻ đâu. Đây, và mặc mỗi cái bộ đồ này bắt đầu dơ và tuyết nó ướt hết anh em, có vẻ như là tôi phải okay, tôi phải vô tôi thay đồ để tôi mượn coi thằng em họ tôi nó có đồ cái gì không, nên vô tôi thay đồ đi anh em. Đấy anh em, mà loot được của thằng em họ được cái áo phao nè anh em, cái áo này là để mẹ đi mùa đông là chuẩn luôn và thay luôn mẹ nó cái quần tây đi anh em. Jean mẹ nó rách mẻ rồi, ok rồi ở đây thôi. À, vẫn chưa được tìm được ra nhà của anh em Franklin anh em. Nào anh em thế cùng tôi đi nào, mấy thằng đó đâu rồi ta? Ừ kìa nó bắn anh kìa. À đây anh em, để tôi chích mẹ sao ra đây, trời nó sáng dữ vậy ta. Nãy giờ nó bắn bồ tôi, mấy thằng này nó không có nồng giảm thanh anh em, tụi má tụi nó bắn cái là má nghe tiếng lớn lắm, kéo một đám zombie tới mẹ, bởi vậy bây giờ tôi xài cái nồng giảm thanh để làm mẹ vậy nè. Rồi tất cả mau lên xe rồi khỏi đây thôi, mẹ anh mới kiếm được con xe rất là ngon nè anh em. Nào leo lên đi, còn đứng đó chờ gì nữa. Chết mẹ con xe, con xe này chỉ có ba người anh em thôi, kệ má khổ thân thôi bỏ này lại đi, thôi chạy bộ theo nha cưng, ba chúc cưng má sinh tồn thành công. Để tôi kiếm coi nhà của thằng Franklin nó cứ nằm ở đâu không nhớ nữa. Gần gần cái strip club tại sao nè anh em, nhớ là khu vực này này sao là? Đúng rồi, rồi đi lại thôi. Và cái xe này như chạy trên cano, xe này có thể chạy dưới nước rồi anh em, nó có cả cái phao hai bên rồi anh em, cái thùng phi hai bên để mình nâng trên biển anh em, và cái có cả cái máy chạy nữa kìa anh em, đó cái cánh quạt cano ở dưới nữa kìa. Giờ để tôi coi có chỗ nào có nước không, tôi thử chạy xuống xem. À, con xe này khó lái chứ nè, không phải dễ đâu.
có một điều tôi quên mất nữa anh em, thằng Franklin đó anh em, sau khi làm mấy phi vụ cùng Trevor với Michael là nó đã có một cái căn nhà mới xịn sò ở trên Beverly Hills rồi, chứ là phải nhà cũ với này anh em. Tôi cứ nhớ là nó nhà cũ, mẹ lâu ngày không gặp, thằng bạn da đen, cho nên cứ nghĩ là nó còn ở căn nhà tồi tàn đó chứ. Hóa ra là mẹ nó đổi nhà rồi. Đúng rồi, đây bây giờ tôi phải trở lên lại anh em, hàng chi kiếm ngoài không ra. Đây mình phải lên cái chỗ này thôi anh em, lên khu giàu sang mà kiếm chứ. Mẹ thằng Michael với thằng Franklin, hai thằng nó ở nhà má giàu có, nó đổi đời hết. Mỗi một mình travel là mới còn phải sống ở những cái khu đó, giống như là miền quê sông nước vậy anh em ơi. Don't fuck with me. Đây, và tôi nghe nói là cái căn nhà của thằng Franklin nó bự, cốc xin ái bự còn hơn nhà của Michael luôn. Khi mình lên đó mình set up một cái base của mình ngay trên đó luôn đi anh em, cho nó tiện. Ui ơi, ôi con, cái con xe của mình hồi nãy này chết mẹ. Đây để xem nhà nó ở đây Vinewood chứ không phải khu vực hình như đồi núi, tôi nhớ là đồi núi đâu đây à, không đâu xa thôi. Đây hình như đâu đây nè. Hình như phải đây không ta? Như là đây nè anh em. Đây căn này nè chứ không căn nào. À, trên đường đi kiếm hàng bạn giết không biết bao nhiêu zombie. Mẹ cái này mà có lên level giết zombie thì chắc giờ này cũng gần max level mẹ rồi anh em. Đấy đúng rồi, chết mẹ rồi, còn có 18 nó bu. Ôi ôi, chạy. Phải căn này hình như là căn căn phía sau đó ta. Tôi nhớ phải căn này anh em, hình như là căn nằm đâu ta. Đây nó đây anh em, 3671 nhà của thằng Franklin đây. Ok xuống thôi anh em, xuống gặp anh em Franklin coi. Mà không biết con chó chóp nó còn ở đây không ta. Hello Franklin ơi, mẹ cái nhà tôi nhớ có nhà con chó ở đây, nó cũng đã mẹ có vẻ như là nó đã đem nó cũng bỏ trốn đi rồi anh em ơi, và nó đem đi cả nhà của con chóp đi cùng nó rồi sao không còn thấy nữa. Đâu lục hết cái nhà này xem. Đây cái tủ quần áo của nó nè, má cái thằng đi má làm mấy phi vụ cướp ngân hàng xong cái mẹ đổi đời thành triệu phú con mẹ nó luôn. Để tôi lên tầng trên xem, hy vọng mẹ nó đang hút bông bú cỏ phê cần nằm ở đây. À nhà đẹp thật chứ anh em. Đây mình có hút bông được không mẹ? Đây anh em, để tôi coi lại kỹ coi. Đây bật qua đây, thằng này trước khi nó đi bỏ đi anh em thấy tàn thuốc còn rất mới này, trước khi nó bỏ chạy có vẻ như nó đã hút lá xong, nó còn chơi cỏ thơm với anh em. Đây và nó không chơi một mình, nó còn có thịt cùi nữa, có vẻ như nó hút thuốc Redwood, có vẻ như là nó đã mời gái nên giờ mẹ kêu kiếm gái về. Sau khi có một bù khú bắt đầu má zombie nó nổi dậy, đọc tin chân hình nó biết và nó đã bỏ đi, nó có thực thi lệnh sơ tán rồi sao anh em. Đây trong nhà vẫn còn má đồ y nguyên. Hostile nearby, thấy mẹ rồi, hình như nó định cướp. Bây giờ tôi xử nó mới được anh em, không thể để mẹ nó coi như là thừa nước đục thả câu, nó thấy con người ta nó tranh thủ cái sự hỗn loạn của dịch bệnh này để mà nó đi cướp đường, không thể nào tha thứ cho nó được. Nào lên đi. Ôi trời ơi, chết mẹ rồi. Ủa tụi nó đâu ra?
Nó gần không? Chà, tụi nó tuốt trên kia rồi anh em. Ok, cũng được đấy. Mẹ không để thể để tụi nó lập một cái căn cứ gần gần cái nhà của mình được. Ủa đông quá vậy. Ôi 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 ôi, đông dữ, đông dữ. Má à. Ai càng bắn súng xoay như cái bông dụ luôn rồi anh em thấy không? Mẹ cán thấy mẹ luôn. Rồi, lên đường thực thi chính nghĩa. Mà thực sự mà nói là trong cái thời đại mà má hậu tận thế sinh tồn này là không có chính nghĩa đâu anh em. Chết hoặc bị chết thôi. Mình không giết nó thì nó sẽ giết mình. Để mà mẹ loot đồ, cho nên là mình phải tấn công phủ đầu trước. Mình phải tiêu diệt nó trước, loot đồ của nó đi. Cuộc sống này là anh không chết thì tôi chết, vậy thôi. Rồi, tới nơi rồi, băng tụi nó đâu? Mẹ, cẩn thận. Ôi trời ơi. Mẹ ơi, một pha đậu xe đi vào lòng đất. Mà khoan đã, má phải xử đám zombie này chứ. Chết mẹ rồi, zombie. Xuống xe. Núp vô. Chuẩn chuẩn núp đi các anh em. Ôi nó bị zombie cắn rồi anh em, hay lắm. Ăn cái lũ đi. Đấy, nhanh gọn lẹ. Motherfucker, còn nào nữa không? Ừ mẹ, thành thịt thui hết rồi anh em ơi. Sao rồi anh em? Nhanh. Chết mẹ đông quá. Rồi ok, lại loot tụi nó đi, tranh thủ lại loot tụi nó đi, chạy nhanh. Đây anh em cover cho tôi đi, tôi loot. Holy shit. Rồi. Như vậy có vẻ đủ rồi đó. Anh em, lên xe thôi. Mẹ cắm cái bà khùng rồi lại coi. Ừ bắn nó. Ô vợ ở đây có một cái trụ sở gì nè anh em, không biết để xem tôi xem tàu. Rồi lên đi anh em, đừng có đứng đó nữa. Đây cái chỗ này có trụ sở gì đây, không biết có đây có anten kìa anh em, không biết mình có vô để mình phát đi tín hiệu cầu cứu được hay không. Đây giống như một cái đài truyền hình hay gì đó. Đó, tôi đi lên xem anh em để coi cái lối nào mình đi vô để mình phát tín hiệu cầu cứu được không. Ở đây có một cái cầu thang để leo lên nè anh em, lên đây. Có leo trụ anten này được không ta? Ây da, cái quần què vậy. Đấy anh em có leo lên được không? Ừ dối. Ừ lên đây mà set bay ở đây thì mẹ có con ma nào mà mẹ leo lên được anh em. Đây đây mình có đi qua bên kia được không? Chứ tòa này là hết rồi. Không có lối lên anh em ơi. Mẹ mấy cái con zombie thì nó la mẹ nhức đầu thôi chứ anh em. Chết mẹ rồi, anh kia tôi chết. Anh kia bị tụi nó má hội đồng anh em ơi, tôi phải giúp ảnh thôi. Thấy mẹ rồi, thằng đồng đội của tôi. Và chừng tao bắn chúng mày. Reloading.
À mấy thằng zombie này lì lắm anh em thấy không, phải bắn headshot nó mới chết, nó giống như zombie ngoài đời thật vậy anh em, má mình bắn tay chân nó không có chết đâu. Rồi đi xuống thôi, rời khỏi đây đi má. Dù thì hai tray thôi chết mẹ rồi anh em ơi, bị khô rồi, tôi bị thiếu nước, uống nước thôi, uống nước pin water này ăn luôn. Ừ rồi, hay lắm. Ra rời khỏi đây đi. Để tôi lấy shopping. À thôi tội nghiệp nó dí anh kia chạy má có cờ luôn em ơi. Mày chừng phía sau. Phía sau kìa, 10 giờ, góc 10 giờ. Bê. Mẹ, nãy giờ tôi cứu anh này má không biết bao nhiêu lần rồi. Đấy, xong chưa? Kìa, còn mấy đứa nữa kìa. À, nhiều zombie vậy. Kìa, một đám tới nữa kìa. Shit. Ở đây tôi phải loot đi, chuẩn bị tôi hết đồ ăn thức uống rồi anh em ơi. Đi sau lưng kìa. À, đứng đứng ngó làm cái gì nữa. Đây và trời có vẻ sắp sáng rồi anh em ơi, cũng đỡ mẹ tối zombie nữa lộng hành quá. Rồi anh em, à, bây giờ mình phải thay đổi kế hoạch thôi, bây giờ việc trước tiên là mình phải trốn khỏi đây thôi. Nhanh. Mấy thằng kia lo bắn nữa rồi, anh em ơi. Mẹ bà nó mẹ tận tụy với công việc quá thì thôi cho bắn, má đứng đó bắn luôn. Tôi đi khỏi đây, bây giờ mình phải thay đổi kế hoạch rồi anh em. Hình như là mình ok anh em, coi như là mình phải thay đổi kế hoạch anh em, coi kiếm Michael và Franklin, nhưng mà có vẻ như cả thành phố này nó đã sơ tán, không có một ai, cả đội cảnh sát cũng chẳng có ai đó anh em, cho nên là tôi nghĩ là tôi phải set up sẵn một cái base ở đây đi anh em. Đây có một cái tent cái nè, là một cái nhà ở đây, có gì mình đây tent đâu vậy, đây. Campfire ra đây luôn. Đấy anh em,
Tôi đã xét một cái nhà ở đây, coi như là mình phải coi như là an cư lạc nghiệp ở đây một thời gian đi, xong rồi mình sẽ đi vòng vòng thành phố, tại vì mình chưa có khám phá hết cái thành phố này, nên mình mới đi một góc thôi, cho nên là mình nên ở lại đây cố thủ để xem có sự giúp đỡ nào của chính phủ hay không, và để xem là có để xem là mình có giống như là ở trong khoảng thời gian ở đây nè anh em của mình có kiếm được thêm những cái người sống sót nào không để cùng họ rời khỏi cái thành phố này, tại vì bây giờ là máy bay và tàu tàu à, này nọ gì những cái cách để mà thoát khỏi thành phố này đều đã bị chặn đó anh em, mình không có thông tin liên lạc được với bên ngoài đó anh em, bây giờ là mình phải tự lực cánh sinh thôi. Ok, tập này tới đây dừng cho anh em, hẹn anh em ở các tập sau đi, mình sẽ tiếp tục cuộc hành trình trong thành phố trở về Los Santos đầy zombie này nha anh em. Thank you anh em rất nhiều, hẹn gặp lại anh em nhé. Bye bye.